Thưa quý vị, dừa sáp được biết đến là một trong những đặc sản nổi tiếng của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh thuộc miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Dừa sáp Cầu Kè Trà Vinh chứa rất nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe. Vâng, và quý vị biết không ạ, với mong muốn mang hương vị quê hương ngọt ngào của trái dừa sáp đến gần hơn với bà con trên mọi miền Tổ quốc, anh Trần Duy Linh, một người con của mảnh đất Trà Vinh, đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa sáp Cầu Kè và nghiên cứu phát triển đa dạng các sản phẩm chất lượng cao từ dừa sáp, có thể kể đến như là kẹo dừa sáp Vicosáp, dừa sáp sợi Vicosáp. Và năm 2020 thì dự án chế biến nâng cao chuỗi giá trị dừa sáp của anh Linh đã đạt giải nhất trong cuộc thi khởi nghiệp của Trà Vinh. Các sản phẩm kẹo dừa và dừa sáp sợi của anh Linh được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao với số điểm gần như tuyệt đối. Và đây cũng chính là sản phẩm mà Thu Trang và Âu Việt muốn giới thiệu đến quý vị trong chương trình TV Shopping của ngày hôm nay, một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh. Vâng ạ, nhìn qua những sản phẩm đang có mặt trên trường quay của TV Shopping đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là dừa sáp Cầu Kè đã được mặc một chiếc áo mới, đúng không ạ? Rất đẹp, tinh tế và bắt mắt. Và đặc biệt là dừa sáp sợi Vicosáp được làm từ 100% dừa sáp nguyên chất, chế biến thành dạng sợi đóng hộp ăn liền. Với sản phẩm này thì quý vị có thể dùng nhâm nhi bên bàn trà, làm nước uống giải khát hay là làm bánh, rất dễ ăn cũng như là dễ bảo quản luôn. Dừa sáp sợi Vicosáp không phẩm màu, không hóa chất bảo quản hay là tẩy trắng. Vì vậy khách hàng hoàn toàn an tâm khi mà sử dụng ạ. Vâng, trong khi đó thì kẹo dừa sáp với viên kẹo mịn, mềm, ngọt, thanh, béo nhẹ, ít đường gồm có 3 vị chủ đạo là kẹo dừa sáp nguyên chất, kẹo dừa sáp cacao và kẹo dừa sáp lá dứa. Hiện nay các sản phẩm trên đều đã đạt được chứng nhận an toàn thực phẩm HACCP ISO 9001-2005, ISO 22000-2018, FDA. Và bây giờ thì hương vị dừa đã lan tỏa ra cả trường quay rồi và có lẽ bây giờ tôi không thể kìm lòng được nữa. Thì xin phép chị Thu Trang cũng như quý vị khán giả là cho tôi được kiểm nghiệm, trải nghiệm sản phẩm để xem chất lượng của kẹo dừa cũng như là dừa sáp của chúng ta như thế nào ạ. Xin mời anh ạ. Ở đây thì chúng ta có 3 vị nhưng mà tôi ấn tượng nhất là vị lá dứa. Cho nên là ngày hôm nay xin phép chị Thu Trang cũng như quý vị khán giả là chúng tôi sẽ trải nghiệm một viên kẹo lá dứa. Cái vị dừa nó rất là rõ nét nhưng mà khi mà chúng ta càng nhai thì cái vị lá dứa nó lan tỏa khắp khoang miệng luôn. Cái vị thanh thanh rất là dễ chịu và rất là dễ ăn luôn. Đúng như slogan của Vicosáp của chúng ta, đó chính là ngậm viên kẹo thơm, nhai cơm dừa sáp ạ. Chị Thu Trang cũng như quý vị khán giả thân mến, dừa sáp sợi vũ 400ml Vicosáp có giá là 165.000 đồng, loại 200ml có giá là 130.000 đồng. Kẹo dừa sáp Vicosáp của chúng ta, vị nguyên chất đã được bán với mức giá là 42.000 đồng, vị lá dứa và cacao là 45.000 đồng. Với thiết kế sang trọng bắt mắt thì đây chính là một gợi ý tuyệt vời cho quý vị khán giả để làm quà tặng cho người thân trong gia đình, bạn bè để kết nối yêu thương ạ. Dạ vâng, quá là tuyệt vời. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên gọi ngay vào hotline 0917 837 577 để đặt hàng. Hiện nay tất cả các sản phẩm Vicosáp được phân phối tại các chuỗi hệ thống cửa hàng, hệ thống siêu thị Co.opmart toàn quốc nên là quý vị có thể dễ dàng tìm mua. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đặt hàng qua fanpage Vicosáp sản phẩm dừa sáp hoặc là website vicosap.com quý vị nhé. Bên cạnh đó thì khách hàng cũng có thể đặt hàng qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Sendor. Vâng, thật là nhanh. Vậy là thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây là đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.